Ok các bạn. Hôm nay mình sẽ tô về câu là Attila chiến đấu đại chiến. Hôm nay sẽ review cách tô màu chiến công và Godzilla đại chiến. Rồi tô đi, đừng làm màu nữa. Mà nét mà mình muốn mấy luôn. Rồi tô màu gì đây? Màu đi. Màu. Rồi sáng trì nữa rồi. Này cái đầu tô màu đen không? Cái mũi tô đen nè. Tô đen nguyên. Màu đen sao? Màu đen đâu nguyên? Màu đen màu này đen nè. Màu đen đúng không nguyên? Màu da hả? Màu này màu đen. Cái này đầu tới mỏ, cái mũi màu đen. Da, hồi ngày ta nói gì đó. Con tô con làm gì kỳ vậy? Dắt như này không sao? Đừng này vô. Mày bỏ về đừng nè. Ừ gì nè? Con đi dắt ra ngoài. Cái là mũi con chim công cho cô được màu đen. Rồi cái miệng con là gì đây? Màu đỏ đúng không em? Màu xám nè. Màu xám phải không? Xám này đúng không? Con nó con màu gì đấy? Đảo. Sao tô tà đầu chân em? Sao con cái này bị tà đầu chân này? Không chưa đây, con làm rất nhanh con ơi. Con lề mề quá. Con làm chậm như rùa bò vậy. Giúp con cho con trơn nè. Nè, nào đó. Làm mạnh mẽ lên coi. Tao nha. Ừ, tao đi. Này nha. Mấy cái giết này nè. Mấy màu đen này nè. Mấy giết á. Mấy cái giết nè. Thấy rồi, tự tự nha. Tao tiếp nha. Màu này màu gì không em? King Kong và Godzilla. Đen này nha. Đen này tô đẹp quá luôn ta nè. Tao đẹp em ơi, đừng có lên màu hay không? Đây nè. Gì được không? King Kong là con King Kong. King Kong là con King Kong. King Kong là con King Kong. Con King Kong. Không không không. Người đời sao người đời đâu mà muốn đến có để người tiền nhân ra biên trai lên đèn rồi sao để cho nên chưa học ngang ngang cờ luôn đang sợ hả? Đẹp rồi đó.
Tiếp tục bộ lông, lông đen, lông đen trắng xuống, con tao nhanh vậy. Đi nó tự rớt ngoài à. Tiếp tục bộ lông sẽ có màu đen. Lông con chim công sẽ có màu đen. Xong rồi xong rồi đấy. Nhậu chỗ à ô. Nó giống người hành tinh luôn rồi. Cái mũi. Cái mũi rồi này. Cái này nè. Nhậu tiến công đã xong. Tiến công còn mắt nữa. Sáng đỏ đi. Cho nó đẹp. Con mắt phải luôn. Nó cam chứ. Nó dụ da thô con mắt phải một không cần gì nữa. Cái làm gì vậy cho chứ? Đẹp chưa em? Tiếp tục con lọc cho la. Ồ, ngầu ghê thiệt. Ngầu như cái đường câu. Attila màu xanh. Ủa này giống Attila nó ghê vậy? Ừ. Rồi, tao nha. Con này là con tao gì đây ta? Con xanh. Con tao xanh này. Xưa là xưa. Dạ, gì đâu? Đây
này nó xít nè nè nó hổ nha nè ôi nó mà tím nè nè tím đó tóc màu tím tóc là hai cái mày màu tím tím là bây giờ tím là không động xem này đi anh trong mày xem này quả chút màu nó gọn em ơi tiếp tục lúc mà các bạn ơi màu rất là chút nó nhọn là mà dễ tô nghe không? Bái chút vào nó rồi nha bạn. Đây là đột biến nè. Lưng màu trăng lưng tụng mẹ nó trăng ạ. Một thằng to xanh luôn. Giống con chó. Tao giống con chó luôn mày ơi. Cười thiệt. Tao nè. Nó mắc nhau. Tao với nhớ thằng chó luôn rồi. Nó đi là thằng chó. Tao là Axila này. Nên cho Axila đó. Axila con á. Axila cầu vòng.
không, không.